Bước sang ngày 29 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Thân, những con giáp này sẽ may mắn hết phần của thiên hạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, những con giáp này là những người chăm chỉ, có tinh thần vượt khó, vượt khổ, nỗ lực trong cuộc sống. Chính vì cái sự cố gắng trong thời gian vừa qua mà cái ngày 29 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Thân, là cái ngày mà công sức của các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Trong ngày hôm nay, con đường tài vận của các bạn sẽ có một bước tiến vượt bậc, tiền tài thì rủng rỉnh, công việc thì thuận lợi. Nhiều bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng, được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm ăn, kinh doanh. Về mặt tình duyên ấy, thì may mắn cũng sẽ mỉm cười với những con giáp này. Những người đã ở trong một cái mối quan hệ nào đó thì cũng sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc, hòa hợp. Những ai mà đang độc thân hoặc là đang tìm kiếm cái nửa kia ấy, thì cũng dễ tìm được một người như ý. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày 29 tháng 1, ngày Nhâm Thân, ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch năm 2024. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ và thân là lục hợp. Vậy nên đây sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 29 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Thân. Được cục diện lục hợp nó che chở, vận trình của những người tuổi Tỵ trong thời gian này khá là sáng suốt. Tuy cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà nhìn chung ấy, mọi thứ vẫn đang nằm đúng cái vị trí vốn có của nó. Bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ. Công việc trong ngày hôm nay thì nhiều sự thuận lợi, dù cường độ nhiều, áp lực cũng lớn. Tinh thần của quý vị cũng sẽ thì đôi khi gặp một chút rắc rối. Nhưng mà nhờ được nhị hợp quý nhân nó nâng đỡ, nên hầu hết các kế hoạch đều tiến hành được suôn sẻ, quan hệ xã giao thì hài hòa, mở ra cái con đường thăng quan tiến chức. Nhưng mà làm gì thì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo lại hỏng việc. Thời điểm này thì các bạn cũng nên dành thời gian để quy hoạch lại một vài cái hạng mục công việc, lập cái kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ cái thời cơ tốt, chuẩn bị bứt phá cho cái thời điểm tới. Quý vị hãy nhớ, làm việc có đầu có đuôi, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ có được cái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tài lộc cũng đang trên cái đà khởi sắc, làm ăn buôn bán thì phát đạt, chi tiêu thì có phần thoáng tay hơn, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian tới có một vài cái dấu hiệu biến động tài vận khá là mạnh, đầu tư kinh doanh thì đều phải thận trọng, quản lý tài chính thật chặt chẽ sẽ tránh được những cái tình trạng là thất thu. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm của những người tuổi Thân thì ngày càng được khởi sắc. Cát tinh nó cũng mang lại cho những con giáp này, mang lại cho những người còn độc thân ấy, đặc biệt là nữ mệnh ấy, một cái tình yêu thăng hoa bất ngờ, hứa hẹn nhiều cái trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải đề phòng cái đào hoa dữ gây ra những cái rắc rối trong cái quan hệ yêu đương nam nữ, có thể khiến bản mệnh rơi vào cái tình tay ba ngang trái. Thêm nữa, cái tinh thần phấn khởi cũng là cái yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng được ổn định. Có điều cần phải chú ý đến cái vật sắc nhọn như là dao kéo, đi đứng thì cũng cần phải thận trọng hơn, kẻo gặp cái họa hình thương. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận nhân duyên, hóa giải cái chuyện là xung khắc tỵ phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo trong ngày hôm nay, cái ngày Nhâm Thân này, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, những người tuổi Tý trong ngày hôm nay thì được cục diện tam hợp là Thân, Tý, Thìn nó che chở, nó giúp đỡ. Mà những người tuổi Tý sẽ đã ý thức được cái việc là vun vén hạnh phúc gia đình. Dường như là các bạn đã tỉnh ngộ nhận ra gia đình mới là nơi trốn bình yên, chứ không phải là cái nơi hờn dỗi, giận hờn hay là mang cái ưu sách với ai đó. Nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Tý dù chưa có kế hoạch nào đột phá và thực hiện những cái việc lớn lao nào, nhưng mà may mắn là mọi thứ vẫn đang đi vào cái khuôn khổ. Nhìn chung ấy, những cái sự lo lắng trước đây của các bạn cũng đã được giải tỏa. Trong cái tháng mới thì cũng hứa hẹn con giáp tuổi Tý có tài lộc dồi dào
mà chính các bạn cũng không thể ngờ tới được. Vì đây là cái thời điểm mà hơi nhạy cảm một chút, nên là các bạn cũng gì không kỳ vọng quá nhiều. Thế nhưng khi mà chính tài nó ghé thăm ấy, nó cũng mang đến nhiều cái tin vui về cái vận trình tiền bạc. Vậy nên những người tuổi Tý hãy mở lòng ra mà đón nhận nhé. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay ngày 29 tháng 1 âm lịch thì các bạn lúc này có của ăn của để, với cái số tiền tiết kiệm được sau một cái khoảng thời gian dài không dám chi tiêu thì đó là một cái thành quả thực sự là đáng mừng. Các bạn có thể bắt đầu nghĩ đến cái chuyện mua sắm, chi tiêu hoặc là mua ngay những món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay là để bù đắp cho những cái thiếu thốn trước đây. Thế nhưng quý vị nên nhớ rằng đó là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm. Quý vị cũng nên nhớ rằng dù có kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng đừng vội thay đổi cái phong cách sống của mình. Nếu có thể thì hãy theo đuổi một cái lối sống tối giản một cách là thông minh, và đó là cái cách để bạn vừa đảm bảo cái cuộc sống vật chất lẫn tinh thần nhưng mà sẽ không gây ra chuyện hao phí cái số tiền mà các bạn đang có. Thêm nữa, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, thân kim sinh yêu tí thủy. Vậy nên cái ngũ hành tương sinh nó cũng thúc đẩy cho cái vận trình tình cảm mà cũng như là tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt hơn trong thời gian ngắn. Quý vị hãy gắng sức thêm một chút nữa vì các bạn sắp thành công rồi. Nhưng mà cũng nhớ đừng tiết lộ với ai cái kế hoạch của mình, vì họ có thể sẽ đem đến cho các bạn cái sự ngăn trở và sẽ gì làm các bạn bị tụt hứng khi mà tiến hành công việc. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 29 tháng 1 ngày Nhâm Thân này thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Thìn cũng được cục diện tam hợp là thân Tý Thìn nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong ngày hôm nay ấy, thì cái cục diện tam hợp nó ghé thăm, nó cho thấy những người tuổi Thìn ấy, đang được tận hưởng cái thời gian hạnh phúc khi mà nhận được cái sự quan tâm chân thành từ đối phương. Các bạn hãy trân trọng những cái điều tốt đẹp mà họ đang mang đến cho các bạn, chớ xem đó là một cái chuyện đương nhiên. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay ngày Nhâm Thân ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Thìn ấy cũng khá nhiều cái khởi sắc nhờ được cục diện là gì tam hợp thân Tý Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Công danh sự nghiệp thì có dấu hiệu bừng sáng nhất định. Những người tuổi Thìn ấy có đủ khả năng, có đủ năng lực để giải quyết các cái công việc được giao một cách đột xuất hay là cần xử lý trong một thời gian ngắn. Điều này cũng tạo ra cái sự tin tưởng lớn trong tập thể và được cấp trên chú ý ban cho nhiều cái cơ hội để làm giàu mới. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể mưu cầu đại sự ở cái thời điểm này. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải chú ý một chút là chọn những ngày lành tháng tốt để tiến hành những việc lớn nhỏ, đề phòng những bất trắc nó xảy ra. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì tài lộc nó vẫn đang trên cái đà khởi sắc. Nỗ lực làm việc của những người tuổi Thìn cũng sẽ đem lại cho các bạn một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai. Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, các bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu một cách hợp lý, nhất là những cái nhu cầu trong cuộc sống ngày càng tăng. Nếu các bạn cứ giữ cái thói quen chi tiêu phóng khoáng như mọi khi thì chắc chắn sẽ chi nhiều hơn thu, tài lộc rồi cũng sẽ để tụ tán ngay lập tức. Vận trình tình duyên của những người tuổi Thìn trong thời gian này nói chung ấy cũng không có gì đáng lo ngại. Các cặp đôi thì nên trân trọng cái hạnh phúc hiện tại, nên là cái mối quan hệ thì ngày càng khăng khít, gia đạo thì yên ấm, có thể có tin vui về cái chuyện con cái. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người độc thân cũng bước ra khỏi cái nỗi đau từ những cái tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được cái tình yêu mới bên những người mình thực sự yêu thương. Bên cạnh đó, tình cảm thăng hoa cũng sẽ giúp cho cái tinh thần của những người tuổi Thìn ấy, phấn khởi hơn, là cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho cái sức khỏe được ổn định. Có điều các bạn vẫn nên chú ý khi mà sử dụng cái đồ sắc nhọn. Có điều quý vị cũng nên chú ý khi mà sử dụng những cái đồ sắc nhọn như dao kéo hoặc là bị cái hình thương một cách bất ngờ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba.
Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong ngày 29 tháng 1 âm lịch ngày Nhâm Thân ấy, thì may mắn sẽ ghé thăm với những người tuổi Ngọ khi mà được thiên tài nó chiếu mệnh. Nó là cái chìa khóa giúp các bạn mở ra cái cánh cửa, tháo gỡ nhiều cái vấn đề khó khăn liên quan đến cái chuyện tiền nong. Những cái lo lắng của các bạn trước đây cũng đã được chút bỏ khi mà các bạn tìm được cái cách ứng xử hợp lý, cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một cái vũ khí cực kỳ mạnh mẽ giúp cho con giáp tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề. Các quyết định đều nằm trong tầm tay của các bạn. Lựa chọn thế nào ấy là phụ thuộc vào các bạn mà thôi. Tuy nhiên, cũng không nên vì thế mà cứng nhắc. Đôi khi linh hoạt cũng sẽ giúp cho các bạn có nhiều ưu thế hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Ngọ ấy, nói chung ấy, bản mệnh có thể gặp được một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến cái công việc. Người đó sẽ mang đến cho các bạn một số cái thông tin giá trị khiến các bạn có thêm nhiều cái cơ hội. Thì đây cũng là cái vận may của các bạn. Quý vị hãy nắm bắt lấy và đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm có một này. Vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều cái điều bất ổn. Những người độc thân trong khoảng thời gian này cũng không có điểm gì tiến triển khi mà chính bạn cũng cảm thấy là không thoải mái với những cuộc hẹn hò với những người khác giới. Có khi ấy, các bạn cũng không nên cố gắng gồng mình làm gì cả. Hãy thoải mái xem đó là một cái cuộc gặp gỡ bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi. Nếu có thể thì các bạn thì nên tham gia vào những câu lạc bộ để cùng chia sẻ những cái sở thích như là hát hò, hội nghị từ thiện vân vân, hay là đọc sách, đọc báo. Khi đó các bạn sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp và cái tình cảm nó diễn ra nó được tự nhiên hơn. Vì thế, để bảo vệ cái tình cảm và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, trong ngày 29 tháng 1 âm lịch ấy, chúng ta có con giáp may mắn thứ năm thì đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu nhờ cái cục diện tam hội nó mang lại cho những người tuổi Dậu một cái cảm giác thật là hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Dường như các bạn cũng nhận được cái sự giúp đỡ hoặc là có thể gặp được những cái đối tác phù hợp cho các bạn những cái cơ hội để học hỏi và khám phá bản thân. Trong ngày hôm nay cũng khuyến khích bản mệnh dành thời gian để làm mới tình cảm của mình. Các bạn có thể tự tay nấu một cái món ăn ngon hoặc là khám phá một cái địa điểm hẹn hò mới giúp hai bạn lấy lại được cái tình cảm như cái thuở ban đầu. Thêm nữa, trong công việc thì được chính ấn nó độ mệnh, nó mang đến cái sức mạnh cùng lòng quyết tâm để cho những người tuổi Dậu sẵn sàng dấn thân vào những cái nhiệm vụ khó khăn hơn. May mắn hơn nữa là các bạn có người thân hỗ trợ với kinh nghiệm rất là quý giá của họ cũng sẽ gì giúp cho các bạn băng băng đi về phía trước. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất thầm cảm ơn cái nhờ được cục diện tam hội là gì? Thân Dậu Tuất nó che chở, nó giúp đỡ. Bản mệnh sẽ vượt qua được cái gian khó. Đó có thể là bạn bè, người thân, chồng vợ luôn kề vai sát cánh để các bạn có thể tự tin với cái quyết định của mình. Quý vị nhớ phải lưu ý những cái lời căn dặn của những người khác. Bên cạnh đó, một vài cái ảnh hưởng của cái thiên quan nó cũng không nhỏ, khiến cho những người tuổi Tuất cần phải có một chút thời gian để củng cố cái niềm tin trước khi nghĩ đến cái việc ai cần giúp. Thì các bạn cần phải tin tưởng vào khả năng của mình đã. Ngay khi mà các bạn tin tưởng vào chính bản thân mình và những người mình thương yêu nhất thì mọi việc nó trở nên tốt đẹp hơn. Trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành là tương sinh, vậy nên nó mang đến cái sức khỏe dồi dào cho những người tuổi Tuất. Thậm chí một số cái mục tiêu quan trọng liên quan đến cân nặng cũng được hoàn thành, mang lại cái vóc dáng đẹp, khỏe, xinh và mang lại cái sức khỏe dồi dào cho những người tuổi Tuất. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cái may mắn, tài lộc, tiền bạc đối với những người tuổi Tuất. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 29 tháng 1, ngày Nhâm Thân. Và trong ngày 29 tháng 1, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Ngọ, 5 tuổi Dậu và 6 là những người tuổi Tuất. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.